Chào các bạn, hãng Honda triệu hồi hơn 2.400 xe Honda Libel 300 tại thị trường Việt Nam do lỗi hộp số các bạn ạ. Thì cái cục đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo triệu hồi đối với cái dòng xe phân khối lớn Honda Libel 300 để kiểm tra và thay thế trục sơ cấp hộp số của xe. Cụ thể là triệu hồi hơn 2.358 xe Libel tại thị trường Việt Nam do lỗi hộp số. Theo đó thì số lượng xe Libel 300 bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi lần này thì gồm 2.358 chiếc xe. Có thời gian sản xuất từ ngày 3 tháng 7 2018 đến ngày 25 tháng 10 2018 do công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Trên một số xe bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển sang từ số 2, được chưa? Chuyển sang số 2 đó, bao gồm lên và xuống số, có nghĩa là lên là về số đó. Ví dụ như các bạn lên từ số 2 đến số 3 hoặc là từ số 2 xuống số 1 đó, thì nó sẽ phát sinh cái tiếng ồn bất thường tại cái vị trí hộp số. Có một số trường hợp ấy, được chưa? Có một số trường hợp ấy thì nó còn dẫn đến cái hiện tượng là bánh xe nó bị kẹt, nó bị dừng hẳn luôn. Đấy, và cái động cơ của nó dừng đột ngột, nó gây nguy hiểm cho người vận hành. Thì thực ra ấy, thì mình có xem video review của cái kênh Sáng Tạo ấy, các bạn biết không ạ? Một cái anh ở bên cái kênh Sáng Tạo ấy thì có review về cái dòng sản phẩm ActionCam ấy. Ở trên cái dòng xe Libel 300 ấy thì mình mới biết được là cái dòng sản phẩm xe này có lỗi hộp số, được chưa? Đó. Và cái nguyên nhân được xác định là do cái vòng chặn phe cái ấy, cái dòng chặn kiểu như là cái phe cài ấy các bạn, phe cài nó hám cái bánh răng trên cái trục số sơ cấp, nó bị trượt ra khỏi cái ránh dứa ấy, từ đó dẫn đến cái bánh răng nó rung động, rung động trong quá trình nó vận hành ấy. Một số trường hợp nó còn gây ra hiện tượng nó kẹt và bó bánh răng. Ngoài ra thì cái đường kính ngoài của cái đồ giã, có nghĩa là cái đường kính dài của cái đồ giã ấy, nó dẫn đến cái nó dẫn đến cái hướng mà nó kiểu như nó lắp vòng, nó chặn bánh răng lớn ấy hơn cái tiêu chuẩn cho phép, mà nó khiến cái vòng chặn nó có hiện tượng nó bị lỏng khi mà lắp trên cái trục, được chưa? Đó, bị lỏng lắp trên trục. Thời gian tiến hành triệu hồi để khắc phục lỗi này thì bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 2019 kéo dài đến ngày 19 tháng 6 2021. Mỗi xe sẽ mất khoảng 6 đến 8 giờ để kiểm tra và thay thế các bạn ạ. Đó. Thay thế thì cái này thay thế hoàn toàn miễn phí. Đây là do lỗi kỹ thuật của bên công ty Honda thì nó sẽ chịu trách nhiệm thay thế hoàn toàn cho chúng ta. Bạn nào bị cái xe đang mua cái xe phân khối lớn thì Libel 300 ấy tại thị trường Việt Nam vào trong cái khoảng thời gian này và thấy cái hiện tượng mà nó lên xuống riêng xuống số thất thường ấy, thì các bạn có thể mang đến cửa hàng của Honda ủy nhiệm hoặc là những cái đại lý chuyên về những cái dòng sản phẩm xe phân khối lớn ấy, để họ có thể thay thế miễn phí những cái dòng sản phẩm xe Libel 300 bị lỗi hộp số do nhà sản xuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye.